Tôi là Phạm Hùng, năm nay 65 tuổi, hiện đang sống ở Hải Phòng. Tháng 4 năm 2018, tôi cảm đến ngày người yếu đi trông thấy, sút cân, mặt mũi không ngủ được, mắt trũng sâu, mà người cứ lo lắng, mệt mỏi. Người thân và gia đình lo lắng, giục tôi đi khám. Khi đi khám bệnh, bác sĩ mới cho tôi biết là tôi bị bệnh tiểu đường, mà chỉ số đường huyết lên đến 9,8. Tôi cũng không lo lắng lắm đâu, nhưng mà khi bác sĩ nói bệnh tiểu đường thì tôi không hình dung ra thì tiểu đường nó như thế nào. Tôi nghĩ uống thuốc là khỏi, nó không phải là ung thư cho nên uống thuốc là khỏi. Nhưng mà không phải như vậy. Trước kia buổi sáng tôi có thói quen ăn mì, ăn phở hoặc là ăn bún. Mà càng ăn những cái đấy thì chỉ số đường huyết tôi lại càng tăng. Càng những cái triệu chứng mệt mỏi do cái bệnh tiểu đường nó gây ra, như mất ngủ, vì là kể cả huyết áp nó cũng càng trầm trọng hơn. Tôi không biết làm thế nào bây giờ. Thực sự là cái bệnh này nó lại ác một cái là nó cứ rất hay đói. Mà đói thì thèm ăn. Mà ăn thì chỉ số đường huyết lại lên. Tôi rất là lúng túng xử lý thế nào. Nhiều khi nó rất là bi quan, cứ uống thuốc thì nó đỡ, nhưng mà không uống thuốc thì chỉ số nó lại thẳng. Làm lúc cứ buồn xuôi thì tôi nghĩ tôi kệ. Mà rất may có một lần tôi đi họp hội người cao tuổi của khu phố, biết được một anh bạn, anh cũng bị tiểu đường như tôi, nhưng mà khác hẳn tôi. Anh ấy da rẻ hồng hào, cỡ chạc tuổi tôi, nhưng mà trẻ, trông trẻ hơn tôi phải đến 5-7 tuổi. Rất năng động. Mà khi nói đến chuyện tiểu đường thì anh không có bi quan như tôi, mà nên nói rất là hứng khởi. Thế tôi mới tâm sự, và anh ấy tâm sự với tôi thì hỏi ra mới biết ông bạn là ông đang dùng sữa tiểu đường thảo dược Mamigo. Nghe ông ấy nói mà ông phân tích thì cái sữa này rất là quý, vì ba cái nguyên liệu của nó thuộc loại hiếm đắt: đông trùng hạ thảo, rồi dây thiều canh chuyển hóa, sữa non Mỹ. Ngoài ra trong thành phần nó còn hơn 40 cái loại vitamin và khoáng chất. Chính vì thế cho nên là nó điều chỉnh được cái chế độ dinh dưỡng và lượng đường cho người bệnh. Cho nên là khi ông ấy sử dụng được sữa tiểu đường thảo dược Mamigo này, cái chỉ số đường huyết nó không lên xuống thất thường nữa, và nó không có sự biến chứng của tiểu đường nữa. Tôi nghe thấy thì tôi rất phấn khởi. Tôi mua 2 hộp về tôi dùng thử. Lúc đầu tôi là cái người tôi cũng không thích đồ ngọt đâu. Nhưng mà khi tôi uống cái sữa này thì nó rất hay, cái nó không ngọt, thanh thanh dễ chịu lắm. Mà cái quan trọng là tôi dùng có sau 1 tháng thôi thì cái này tuyệt vời. Tôi ngủ ngon, không thấy cả mệt mỏi nó đỡ hẳn đi. Đặc biệt là những cái tiểu đêm nó không còn nữa. Trước 6-7 lần thì bây giờ có khi chỉ 1 lần, 2 lần, thậm chí có những hôm không đi lần nào. Mà cái sự cải thiện như thế này tôi rất vui, và tôi mua dùng tiếp. Sau 3 hộp thì đến bây giờ thì tôi nói với các bạn, nếu như các bạn nào tiểu đường sẽ phải rất phấn khởi. Vì sau 3 tháng thì tất cả những cái triệu chứng về bệnh như trước kia tôi bị, mệt mỏi này, mất ngủ này, mắt mờ này, không còn nữa. Thậm chí cái xét nghiệm chỉ số tôi, đường huyết chỉ còn 6,4. Bác sĩ nói rằng là ở cái tuổi của bác mà chỉ số này như vậy là chấp nhận được. Rất là vui. Mà chính là tôi, vì tự bản thân mình tôi kiểm nghiệm ra. Bây giờ tôi da rẻ, tôi hồng hào, mà tôi cũng năng động lắm. Bây giờ là con định rủ dê mấy cô bạn thân đi nhảy nữa cơ. Đấy là rất vui. Đấy, hàng ngày tôi cứ dùng 3 cốc sữa Mamigo. Rất đơn giản này. Các bạn đây, 1 cốc nước 200ml. Lấy khoảng 5 muỗng sữa.
cốc sữa có vị rất thanh, không ngọt, rất dễ uống. Tôi khuyên các bạn chưa sử dụng, hãy sớm tìm sản phẩm sữa tiểu đường thảo dược Mamigo để sử dụng, sẽ xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Và cách quan trọng là sẽ cải thiện được bệnh tiểu đường của các bạn rất nhiều. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.